Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì phóng viên Đào Ngát đang có mặt tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022. Đây là một sự kiện vô cùng đặc biệt và được nhân dân cả nước rất quan tâm trong những ngày vừa qua. Và đây là một triển lãm quốc phòng quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của hơn 50 đơn vị đến từ 28 quốc gia. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cũng như là dự lễ khai mạc của triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022. Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2022 tại sân bay Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Triển lãm có mục đích là tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế đối ngoại với quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, quảng bá tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí, trang bị do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước, tạo điều kiện để các quốc gia, các công ty doanh nghiệp trong nước, quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây là hoạt động vô cùng quan trọng nhằm tăng cường hợp tác quốc tế về công nghệ quốc phòng, đa dạng hóa các kênh hợp tác mua sắm, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ để sản xuất, trang bị kỹ thuật, trang bị hậu cần, đáp ứng được yêu cầu của các lực lượng vũ trang và tìm hiểu xu hướng phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật trên thế giới để từ đó sản xuất, cải tiến vũ khí, trang bị cho quân đội và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng chiêm ngưỡng một số sản phẩm và một số gian hàng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và một số công ty của Việt Nam sản xuất về những thiết bị quốc phòng. Thiếu tá Đinh Đức Mạnh sẽ cho quý vị khán giả biết hiện nay những loại sản phẩm của Việt Nam đang được chúng ta trưng bày tại triển lãm. Đây là một trong những sản phẩm được khoa nghiên cứu thiết kế chế tạo hoàn toàn bởi các nhà nghiên cứu thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự Bộ Quốc phòng. Đây là một nhóm thiết bị dùng để hỗ trợ huấn luyện bắn súng bộ binh, dùng cho một số loại súng như là súng KA-54. Công dụng chính của bộ thiết bị này đó là dùng để kiểm tra đường ngắm của người tập dựa trên công nghệ laser. Ngoài ra, thiết bị này còn có một số ưu điểm khác cần phải kể đến. Ví dụ như có thể mô phỏng được đầy đủ các quá trình hoạt động bao gồm trình tự sử dụng, thao tác của người tập như thế nào, rất là sát với một khẩu súng ở trên thực tế. Hơn nữa là thiết bị cũng có khả năng mô tả được đầy đủ một số hiệu ứng quan trọng của phát bắn như lực giật và tiếng nổ, và nó cũng rất là sát với khi chúng ta bắn đạn thật. Qua những tính năng, ưu điểm của sản phẩm mà tôi vừa nêu trên sẽ giúp cho người tập nâng cao được tâm lý tốt hơn, do được làm quen với thiết bị gần với quá trình bắn đạn thật nhất, rèn luyện được yếu lĩnh, động tác, qua đó góp phần nâng cao được chất lượng huấn luyện bắn súng bộ binh nói chung. Tại Trung tâm Triển lãm 174, công ty, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 30 quốc gia trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Mỹ, châu Âu đã tham gia trưng bày. Một đại diện MBC Systemland cho biết, chúng tôi mang tới triển lãm hệ thống tên lửa Extra. Đây là hệ thống tên lửa chính xác điều khiển được từ xa, có tầm bắn 150 km, đã được thử nghiệm và ứng dụng tại nhiều nước. Tuy đã được phát triển nhiều năm trước, nhưng đây là loại tân tiến nhất trong dòng tên lửa này. Đầu tiên, chúng tôi phải cảm ơn ban tổ chức về sự chuyên nghiệp với kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực này. Tôi thực sự ấn tượng với triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam. Dù đây là lần đầu các bạn tổ chức một sự kiện như vậy, năm nay chúng tôi tập trung vào các hệ thống vũ khí tiên tiến, đầu đạn và tên lửa chính xác. Các sản phẩm của Việt Nam trưng bày giới thiệu tại triển lãm bao gồm các sản phẩm do các cơ quan đơn vị của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghệ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không không quân, Quân chủng Hải quân, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và các công ty thương mại dịch vụ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Cục Công nghiệp An ninh, Nghiên cứu và Chế tạo. Tại buổi triển lãm đã có rất nhiều những khí tài hiện đại nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được trưng bày tại đây, chẳng hạn như là một tên lửa đối đất R-17E có chiều dài là 11,25m và đường kính thân là 0,88m và có trọng lượng phóng là 5,9 tấn, với tầm bắn xa nhất là 300 km, với cái diện tích sát thương là từ 4 đến 6 hectare.
Đây được coi là một trong những tên lửa đạn đạo hiện đại nhất được nhập kho và đã được nhập vào biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vâng, đây cũng là một trong những tổ hợp tên lửa phòng không rất là đặc biệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đó là tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM của Việt Nam. Tổ hợp này có thể chiến đấu độc lập hay trong thành phần cụm phòng không. Vận tốc cực đại của mục tiêu khi bắn có thể lên tới là 900m/giây. Độ cao cực đại của mục tiêu trên không bắn khoảng 25km. Việc tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM này dùng để tiêu diệt các phương tiện tập kích đường không của địch trong điều kiện có nhiễu cũng như là điều kiện phức tạp, có thể chiến đấu độc lập hoặc là chiến đấu trong cụm tên lửa phòng không và được tích hợp với các đài radar trinh sát chỉ thị mục tiêu từ xa. Về tính năng kỹ chiến thuật cơ bản, có thể tiêu diệt được mục tiêu đối với tốc độ tối đa có thể lên đến 900m/giây và độ cao là 25km, khoảng cách để tiêu diệt mục tiêu là 35km. Vâng, tiếp theo thì tôi sẽ review cho quý vị và các bạn một trong những vũ khí hiện đại được Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam giới thiệu tại triển lãm quốc phòng. Đó là bộ đôi xe tăng chiến đấu chủ lục T-90S và T-90SK. Bộ đôi xe tăng này thì được trang bị 4 lớp bảo vệ cả chủ động và bị động, biến T-90S thành chiếc xe tăng chiến đấu được bảo vệ tốt nhất trên thế giới hiện nay. Xe tăng T-90S là xe tăng hiện đại nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được thể hiện ở hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao, khả năng phòng vệ tốt và hệ thống thông tin liên lạc hiện đại. Sau đây tôi xin giới thiệu về hỏa lực của xe tăng T-90. Xe tăng T-90 được trang bị vũ khí và pháo nòng trơn 125mm, cơ số đạn là 42 viên, pháo có thể bắn được đạn nổ, đạn xuyên nóc, đạn xuyên vận tốc và đặc biệt là bắn tên lửa qua nòng pháo. Vũ khí thứ hai là súng máy BKT, cơ số đạn là 2.000 viên. Vũ khí thứ ba là súng máy phòng không 12,7mm, điều khiển và ngắm bắn ở trong xe, hiện đại hơn so với thế hệ xe cũ là ngắm bắn và điều khiển ở bên ngoài. Xe được trang bị hệ thống nạp đạn tự động giúp cho tốc độ nạp đạn nhanh và giảm một thành viên so với thế hệ xe cũ. Xe tăng T-90 có hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, gồm có một hệ thống ổn định, hệ thống điều khiển tên lửa, máy tính toán đường đạn, thiết bị đo xa laser và cảm biến các điều kiện bắn. Các thông số của thiết bị đo xa laser và cảm biến các điều kiện bắn sẽ đưa về máy tính toán đường đạn, giúp cho pháo thủ bắn nhanh và chính xác. Thứ hai tôi xin giới thiệu là về khả năng cơ động của xe tăng T-90. Xe tăng T-90 được trang bị động cơ B-92C2. Tăng áp, sử dụng đa nhiên liệu, công suất đạt 1.000 mã lực. Xe có thể cơ động trên các loại địa hình. Thứ ba là khả năng phòng vệ của xe tăng T-90 được trang bị hệ thống phòng vệ nhiều lớp chủ động và thụ động. Hệ thống phòng vệ chủ động gồm 2 đèn chế quang điện SROTA, 3 cảm biến laser và 12 ống phóng lựu đạn khói bố trí ở hai bên tháp pháo. Hệ thống phòng vệ chủ động có tác dụng là bảo vệ xe tăng khỏi tên lửa điều khiển với hệ thống bắn và điều khiển bán tự động. Thứ hai là bảo vệ xe tăng khỏi khả năng chỉ thị mục tiêu. Thứ ba là bảo vệ tạo màn khói và làm nhiễu và mất tín hiệu điều khiển tên lửa của đối phương cũng như là đo xa laser. Về hệ thống phòng vệ bị động, xe tăng được cấu tạo vỏ thép nhiều lớp và các mô rung giáp phản ứng nổ bố trí ở hai bên thành của xe, phía trước và phía trên tháp pháo. Khi đạn pháo của đối phương bắn vào sẽ có các giáp phản ứng sẽ kích nổ, làm giảm sát thương cũng như là kích nổ đầu đạn pháo trước khi tiếp xúc vào thân giáp chính. Xe tăng T-90 được trang bị hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, gồm có đài vô tuyến điện sóng cực ngắn, có hai khối thu phát độc lập, có thể làm việc ở các chế độ như là chế độ thoại rõ tần số quyết định, thoại mật chế độ nhảy tần và chế độ thích nghi. Cự ly liên lạc của đài là đạt được 20km. Tại buổi khai mạc triển lãm, những tiêm kích Su-30 Mk2 của Không quân Nhân dân Việt Nam đã có màn trình diễn mãn nhãn, thể hiện sức mạnh quân sự đặc biệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thưa quý vị, 24 giờ không nghỉ, 15 máy bay PLA và 3 tàu chiến được điều động để làm náo loạn khu vực xung quanh eo biển Đài Loan. Từ 6 giờ sáng hôm qua đến 6 giờ sáng hôm nay, trong tổng cộng 24 giờ, có tổng cộng 15 máy bay PLA và 3 tàu chiến tiếp tục hoạt động quanh eo biển Đài Loan và 7 máy bay PLA đã tiến vào khu vực eo biển và đường nối dài của nó đi vào vùng nhận dạng phòng không Đài Loan. Quân đội quốc gia sử dụng máy bay, tàu và hệ thống tên lửa gắn trên bờ để giám sát và ứng phó chặt chẽ.
Theo thông tin giám sát của Bộ Quốc phòng, 7 phi vụ của quân đội Giải phóng Nhân dân vượt qua tuyến trung tâm của eo biển, bao gồm một máy bay khô đường dài Yun-8, một máy bay trinh sát không người lái BZK-007, một máy bay chống ngầm Yun-8 và 4 máy bay chiến đấu J-10 đều bay từ vùng biển rộng ở ngã ba tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông của Trung Quốc vào sâu vùng trời phía tây nam của vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, khu vực và sau đó bay trở lại. Một số máy bay chiến đấu J-10 khác đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan từ vùng trời phía đông bắc đảo Đông Sa. 7 loại máy bay PLA đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan qua đường trung tâm của eo biển và đường mở rộng của nó. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.